Rồi, hello các bạn. Nay mình với Bảo XK, Bảo Nghĩa sẽ đi săn. Nay Bảo ghiền quá, rủ mình đi xuống. Nay hai anh em đi săn, không dài mấy ngày rồi mình cũng không có săn nữa. Mình cũng hơi buồn. Rồi nay đi săn, trong lúc đi săn này có gì mình sẽ quay cho anh em xem nha. Rồi, một bạn Bảo làm vậy. Bay rồi. Ê, vô cái trạm. Lùm không sao bà, đợi nó ra ngoài bảo, ở vô nhà kìa, đợi xíu nha. Con đầu tiên của bảo, hộc rồi. Rồi mất luôn rồi bảo ơi, qua kia luôn rồi bảo ơi, lại lúc đáng bảo, lên xe. Đi gượt cu với bắn cu cái gì? Lên cây ai? Đó rồi đây nè. Ok. Rồi. Qua xong luôn rồi. Sẽ qua xong luôn rồi, đường này ai bắn hay gì rồi. Đợi một xíu nè, quay lại. Còn gì nữa đâu. Một em. Yeah, bỏ hôm gài. Bắn cũng còn yêu quá nè. Chích tới, bụi cỏ. Cái dưới luôn hả? Trời ơi, gắn bò nữa hả Báo? Trời ơi, hụt lắc. Nè, lại nắm tay. Có cây hả? Rồi lắm đi. Chứ cũng còn. Cũng còn mở hàng. Anh em ơi, có cót trước rồi nè. Đây còn. Nè không có đem cần câu theo Bảo ơi. Rồi bà. Đừng còn, đầu tiên anh em ơi. Con kia bay ra kia, lát vô. Đây, tiếp tục nha. Yeah. Cầu thông dưới lên mà, bắn cái đít mà. Đây nghe em nữa. Đây nè. Mới tao làm luôn à. Cục con thôi, có xuồng. Bộ bắn không gài mà thấy cũng còn ok quá nè. Thấy chưa à. Điểm ngắm mà, đâu có lệch được. Có xuồng à, mượn để mượn xuồng bơi ra. Với con chim ơi. Được một em nữa nè. Nè Bảo. Trả xuồng ơi. Rồi, tiếp tục nha anh em. Đúng rồi, lụm nó đi. Sáng giờ chứ được con nào mà. Sáng anh hai em rồi tới em á. Rồi, được cái ức ngon quá Bảo ơi. Trời đi nhảnh nữa. Trời ơi. Lụm nó Bảo. Nè nó bay nó Bảo, nó nhóng bao ai bay Bảo. Thấy chưa. Nhảnh. Đó. Đi vòng, đổ một đống đồng. Sáng rồi. Rồi tiếp tục. Bóp. Té. Rồi sao đây? Té vô lá rồi. Sao? Một con cò cái bộp đi kiếm đường qua lụm nè, đây gây bãi đá nè. Bây giờ mình quyết định mình lội xong luôn anh em. Chơi luôn, con cò mà. Ổn quá.
đi quảnh cái vô được không nữa. Giờ lội xong luôn nè. Dạ dạ ôi dạ, lội xong luôn anh em ơi, dân chơi mà sáng sớm luôn nha. Ven con cọ bên sông chứ giờ cho lội sông đây nè. Ngay sau rồi tới à, để mình lên kiếm con cò nằm đó kìa nè. Chạy đâu mà nhỏ nữa mà chạy đây nè. Đem mình xong qua rồi xong mệt ngay thêm đùi thấu vào trong luôn. Giờ mình phải lội về. Hạ cò từ bên đây xong qua bên kia xong, khoảng cách hơi khá là xa nè anh em. Đó mình vẫn à, đứng bên cái mè vẫn à. Rồi giờ mình lội về anh em ơi. Đợi bảo lâu quá. Đâu rồi? Đợi đừng em nữa nè. Đợi bảo lâu quá. Chậm quá. Chỉ bảo hoài bảo nó không thấy. Mình làm luôn. Rồi tiếp tục anh em ơi. Đó đó đó. Trời ơi qua đây đo nguyên cái ức bảo ơi, im quá bảo ơi. Rồi 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 rồi, im rồi đó. Trời ơi xiên lá được mà. Bé. Bé ý còn tỉnh bảo. Viên nó bảo. Còn tỉnh queo đó. Trời ơi đứng đây nè. Ừ góc đứng ra dây điện rồi kìa. Đứng đi. Trời ơi đó đứng thiệt rồi đó. Rồi chối mặt trời nha anh em. Rồi vô cái cây. Bảo ơi bảo ơi. Bảo ơi sáng làm ăn gì chết rồi bảo ơi. Rồi đừng con nữa anh em. Lật về bên trái chút xíu. Lên trên chút xíu. Bảo ít nhất cũng có mồi gớm mấy to anh kìa. Ở đây người ta vô đây người ta lụm mà. Ôi bảo đây nè, đây còn bảo hạ được con anh em nè.
bù nhiều. Rồi tiếp tục anh em ơi. Rồi canh ngay là lụm. Thấy chưa? À, ok chưa? Quá ok. Anh em. À, mới chỉ cho Bảo, Bảo bắn còn hơi lệch ít tí xíu nhưng mà gì là ok rồi. Rồi tiếp tục. À, Bảo bắn gỗ kiến anh em. Dễ. Ghê vậy. Rồi nó nổ Bảo ơi. Lụm 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 lụm. Đã, trời nó nổ một cái nghe đã, hết sức đã luôn kìa. Bảo đỉnh vậy trời. Gỗ kiến, ngay đó đó, ngay đó đó. Ngay bụi đỉnh á. Cái này bụi đỉnh á, tại nó tẹp màu á. Đây nè. Nó như này mà. Đó. Trời ơi. Bự gỗ kiến bự chà bá luôn. Trời ơi, Bảo bắn đỉnh kìa. Quất ngay bằng tan luôn. Ghê trời. Rồi, tiếp tục. Đậu kỳ với má nội. Lọt kẻ. Không chết hả? Trời ơi, lông kìa. Đó, chà lông rồi. Rồi, tiếp tục. Ba đi. Một, hai, ba. Kêu ba không nghe. Điếm cho ba luôn rồi đó. Còn con trai cá kìa. Thấy chưa? Đây, 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 đây. Ngồi xuống quán, cái nhà. Ngồi xuống. Xì, dây sạch lộn rồi. Sát chút xíu. Bảo được nghe nữa anh em. Bự, quất cái báo. Quay ớt đây à. Bóc. Rồi ơi, lông nó rớt trắng hết trơn. Đây, Bảo bắn cục ví nha anh em. Em cù rí dây điện. Hút đầu, hút đầu. Cứ bắn bình thường, bình thường. Rồi nhớ góc, nhớ điểm là được. Bình thường, nhớ góc, nhớ điểm. Thế á. Quá đẹp, Bảo ơi. Chuẩn chưa? Nghe lại anh. Cứ nhớ góc nhớ điểm là được. Mới tháng nữa mà. Cái cây ớt mà. Ủa đâu lúc trong luôn hả? Trời ơi. Ok. Ừ. Hơi lên chút xíu. Bể đầu là đi hơi lên. Rồi tiếp tục. Thấy chưa? Mới. Đâu? Đó đó đó. Đó. Đó, nguyên ớt đó. Sao Bảo? Sao Bảo? Anh ba chỉ thấy sao Bảo? Giữa tâm chưa Bảo? Cũng ba luôn. Ừ. À, đúng rồi. Ok chưa? Quá ok. Còn một con quay qua nữa kìa. Bảo, Bảo, Bảo. Đó, Bảo. Cặp quanh Bảo. Rồi tao la quá nó bay luôn rồi Bảo. Rồi tiếp con khác. Đây, Bảo đã thành công rồi anh em. Đây, Bảo phát hiện em rồi. Thịt. Rồi. Ghê, yeah, gài bắn kẻ ghê ta. Chính xác quá mà. Rồi Bảo được em nữa anh em. Mới hướng dẫn Bảo bắn mà Bảo giờ bắn quá à. Giờ ra con nào là Bảo bem nấy à.
mà nay mình hết bắn rồi, để cho Bảo bắn. Sáng mình làm mấy con là được rồi, để cho Bảo bắn. Anh em ơi, về tới nhà nè. Đây, mình ra đây phát hiện sầu cao rồi này. Ăn nướng thịt ăn cơm. Mình ra đây mình nướng con chim mình ăn cơm luôn. Được mấy con. Mình với Bảo nãy giờ để cho Bảo bắn rồi. Mình bắn mấy con để cho Bảo bắn. Đây, sầu ca nướng thịt ăn cơm ngon dữ trời. Đây, con của mình đây. Đó. Ê. À, đây anh em, được nhiêu đây nè. Ba, bốn, còn có kiến của Bảo bắn. Ơi, cũng bổn bổn nè. Được 2, 4, 6, 8, 9, chục cu. Trong đó có con con gối là chục cu. Nay hai anh em đi được như đây nè. Xíu được như đây. Hả, đây nè. Vậy đốt than cái bên rồi, đó, nướng luôn, gạo đông nướng luôn Bảo ơi. Đốt than cái bên đây. Đó, hai anh em tôi đi được như đây đó trời. Rồi thôi nha, mình kết thúc video nha anh em. Anh em xem có hay thì cho mình like và lượt chia sẻ nha. Rồi, cảm ơn anh em nhiều. Nào bán còn.